Hello, có mắt trong channel Credit này thì mình sẽ chơi thử lại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá từ game đầu tiên nha. First Edge. Let's go. Tokyo. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Chào Freak Reader. Thank you.
Let's go. Oh my gosh, these are okay. So, if I be that, may see a sign to get to bar. Leave for speed, more water. Let's go. So okay, far bây giờ thì sẽ là tựa game thứ tư, Shadow Rushing 2.
từ game này đã update rồi nên là không thể vào đâu. So, ok, và mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Hi Kareem, Reaction 2. Let's go. Let's go. Hết xong rồi. Wow. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Camber Van Fish. Let's go. Đây là một tựa game đỗ xe khá là hay. Các bạn có thể đào lát về và chơi. Đây là tập đỗ xe nào. Okay. Okay.
Let's go. Okay, so we don't mean to see a chance on the good detail. First line. Đây là một tựa game khá là đẹp và hot trong những tháng vừa qua. Các bạn cùng mình khám phá tựa game này nhé. Let's go. Let's go.
bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo là VRF No Limits. Let's go. Ok. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Rush, Rally 2. Màu xanh đi. Let's go. Thank you.
Ok, tiếp tục nào. Rush round đi ba. Let's go. Tiếp tục nào. Taxi sim 2020. Let's go. Taxi và chở những hành khách đi đến điểm và khách cần và vào đây luôn. Oh my god. Ok. Welcome to Rock Radio 89.2, the
best selection of rock tunes. If it ain't heavy, we ain't playing it. Okay. So va bida di main se chuyển sang tới cái tiếp theo. Review rushing. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.